đất Anh Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay em xin gửi đến quý anh chị chúng ta một cặp nhà với diện tích ngang 5 sâu 9m, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà thiết kế rất đẹp với thiết kế một trệt, một lửng, hai lầu và sân thượng trước sau. Nhà có khu vực gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, một phòng ngủ master và phòng giặt, phòng thờ cũng như là sân thượng phía trước của căn nhà. Căn nhà có hướng tây nam, phù hợp với quý anh chị chúng ta thì phong thủy là tây tứ trạch, và đây là mặt tiền mặt chính của cặp hai căn nhà. Ở khu này thì Hùng có 5 căn và chúng ta chào bán trước 2 căn nha quý vị. Và chúng ta để ý mặt tiền mặt chính căn nhà này rất đẹp và lung linh nha. Căn nhà tặng kèm full nội thất khi mua, mẫu thiết kế hiện đại sang trọng và cực kỳ đẳng cấp luôn nha quý vị. Và đặc biệt căn nhà chúng ta là nằm sát với mặt tiền đường chính đường Quang Trung luôn, ngay cổng chợ Hạnh Thông Tây, con đường trước nhà 3,5m, khu phân lô đồng bộ, toàn nhà lầu, hẻm cụt, an ninh, sạch sẽ nha quý vị. Đây, chúng ta sẽ tham quan con đường trước nhà. Con đường này cách mặt tiền đúng 20m thôi nha quý vị, sau căn mặt tiền thôi, đúng 20m ra tới mặt tiền. Hẻm xe hơi 4 chỗ vào tới cửa, trước nhà là 3,5m nha, nhưng ở bên ngoài vô chỉ có 2,5m thôi, nhưng mà sát với mặt tiền đường Quang Trung nha quý vị, rất là gần với mặt tiền đường Quang Trung này. Tôi thấy này, xe cộ chạy qua rất là tấp nập này, cực kỳ là đẹp luôn nha quý vị. Căn nhà này thì xây rất là đẹp, xây mới, sổ hồng riêng, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Bên ngoài chúng ta có hai lớp cửa, một lớp cửa sắt và một lớp cửa nhôm sinh pha. Phía bên trong chúng ta có ốp sàn 80 gạch 80, có sofa tặng kèm, có tủ kệ tivi, tủ giày dép, và nhà thiết kế có lửng nên rất là thoáng. Phòng bếp sẽ trên tầng lửng nha quý vị, dưới là không gian khách và khu vực đậu xe. Trên tầng lửng chúng ta sẽ không gian phòng bếp, và phía trên đây là trần thạch cao và đèn chiếu sáng. Hai bên tường chúng ta có ốp gạch xi măng rất là tuyệt vời và cao cấp. Nhà thiết kế có lửng nên không gian thoáng và sáng, và đặc biệt căn nhà là ngang 5, độ sâu là 9m nên là cực kỳ đẹp luôn nha. Một mẫu nhà nhỏ nhắn xinh xinh, có 3 phòng ngủ và hướng nhà là hướng tây nam, phù hợp với quý anh chị chúng ta thì phong thủy là tây tứ trạch. Quý anh chị yêu thích những căn nhà hẻm một xẹt trục đường Quang Trung sát mặt tiền đường thì nên ghé qua tham quan căn nhà này, một sản phẩm nhà bán rất là tuyệt vời nha quý vị. Giá bán gia chủ đang chào bán chỉ có hơn 7 tỷ một tí xíu thôi. Hẻm thì xe hơi vào được tới nhà đấy nhưng quý vị, nhưng mà xe nhỏ nhỏ thì chúng ta dê vô nhà được, còn xe lớn thì chắc là không quay đầu vô được vì trước nhà có 3,5m thôi, nhưng mà cách đường Quang Trung chỉ khoảng chừng là 20m thôi nha quý vị. Khu vực bên trong chúng ta có tủ rượu này, tủ kệ tivi, tủ để đồ, và khu vực cầu thang rất là rộng. Phía dưới cầu thang thì có một cái vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt và vòi tắm hoa sen. Cầu thang thì ốp đá hoa cương trắng đen với đèn led và tay vịn gỗ căm xe, lan can kính cường lực 10 ly. Chúng ta cùng theo chân Hùng lên tham quan không gian phòng bếp với tầng lửng cũng như là các phòng ngủ căn nhà nhé. Một mẫu nhà phải nói là lung linh luôn nha quý vị. Chúng ta đang tới với không gian bếp trên tầng lửng. Không gian bếp thì chúng ta có ở đây thì chúng ta có những bức tường ốp gạch xi măng này, như chúng ta thấy này, gạch xi măng rất là bền và đẹp rồi. Và có bộ bàn ăn 6 ghế ở không gian bếp này. Bộ bàn ăn 6 ghế, tủ bếp thì trên dưới đều làm chất liệu gỗ ăn cường, có khu vực để tủ rượu, có đặt bếp, khu vực đặt bếp âm này, khu vực bồn rửa trên bát, giá kệ để trên bát. Cuối khu vực nhân bếp là tủ kệ trưng bày, tủ rượu và khu vực để tủ lạnh, cũng như là khu vực ngay giếng trời luôn nha quý vị. Ngay giếng trời này, ở đây chúng ta có cái giếng trời này, đó. Với giá bán gia chủ đang chào bán cho căn siêu phẩm nhà đẹp sát mặt tiền đường Quang Trung này là 7 tỷ 480 triệu đồng, còn thương lượng mạnh nha. Diện tích căn nhà là ngang 5, sâu là 9m, xây phun đất, sổ hồng riêng, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Quý anh chị quan tâm thì hãy gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để bên em tư vấn và dẫn quý anh chị chúng ta đi tham quan và chọn lựa ngay một sản phẩm nhà bán rất là tuyệt vời. Vị trí khá là đắc địa, nằm ngay trục đường Quang Trung sát chợ Hạnh Thông Tây, ngay gần bên là Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, siêu thị Vincom, Lotte, Emax, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, chợ, nhà thờ, bệnh viện, siêu thị đều đầy đủ các tiện ích xung quanh. Đặc biệt căn nhà mình cũng gần sát bên công viên Làng Hoa nha. Mỗi dịp Tết thì chúng ta có thể ra công viên để đi chơi du xuân, và căn nhà chúng ta thì rất là gần công viên nên thuận tiện cho quý anh chị chúng ta ở và vui chơi sinh hoạt hàng ngày. Nhà thì có 3 phòng ngủ, thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ master nha, phòng ngủ master này.
Phòng ngủ master này có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi, chạy đến trang trí đều rất là đẹp và lung linh nha quý vị. Đây là phòng ngủ master ở căn nhà. Phòng ngủ rộng, đẹp và cao cấp. Mẫu này rất là tuyệt vời nha. Phía trước là hệ thống cửa 4 cánh ra khu vực ban công mặt tiền chính. Và ngoài ban công thì chúng ta có lan can làm bằng sắt, bằng nhôm inox và kính cường lực này. Ở đây thì Hùng có 5 căn nha quý vị, đối diện thì còn 3 căn nữa này. Có 5 căn đang chào bán nha, giá bán là bằng nhau 7 tỷ 480 triệu đồng, tặng kèm full nội thất khi mua. Hai căn mẫu này là đẹp nhất và Hùng gửi đến quý chị chúng ta tham quan nhé. Khu vực phòng vệ sinh thì chúng ta có bồn cầu, lavabo rửa mặt và gương soi. Phòng vệ sinh chúng ta có cửa sổ ra khu vực giếng trời và có bồn tắm nằm cũng như là vòi tắm hoa sen cho phòng vệ sinh của phòng ngủ master. Chúng ta vừa tham quan xong cái phòng master, phòng lớn nhất của căn nhà. Rồi theo chân Hùng chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển trên lầu để tham quan không gian phòng ngủ số 2 và số 3. Một sản phẩm nhà đẹp thiết kế bố trí không gian lý tưởng cho những gia đình trẻ ít người, những gia đình yêu thích những căn hộ đẹp, sang trọng, đẳng cấp. Và đây là một trong sản phẩm nhà bán rất là tuyệt vời. Chúng ta đang tới với không gian phòng ngủ số 3, số 2. Phòng ngủ thì vô cùng thoáng với hệ thống cửa lùa, nhôm xin pha ra khu vực ban công và lan can bên ngoài, cũng như là có màn rèm cửa hai lớp kết hợp với giường ngủ, chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi và đầy đủ nội thất kèm theo. Tất cả phòng ngủ thì gia chủ đã đi bắt sẵn ống máy lạnh để chúng ta gắn máy lạnh nha quý vị. Sàn phòng ngủ thì gia chủ đều sử dụng sàn gạch ốp giá gỗ rất là bền và cao cấp. Chúng ta đang tới với không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trên lầu 2. Một trệt, một lửng, hai lầu và sân thượng trước sau. Có 3 phòng ngủ, đầy đủ nội thất kèm theo. Giá bán 7 tỷ 480 triệu đồng, còn thương lượng mạnh với anh chủ nhà. Nhà mới, sổ hồng riêng, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh trong ngày. Và chúng ta đang tham quan phòng cuối cùng, phòng ngủ số 3. Và chúng ta sẽ ra không gian vệ sinh chung của hai phòng số 1 và số 2 và số 3. Không gian phòng vệ sinh này chúng ta có bồn cầu, lavabo rửa mặt và hệ thống gương soi rất là dài. Kết hợp với đèn LED và trần thạch cao, đèn mờ, chiếu sáng. Phòng vệ sinh ốp gạch phun trần rất là tuyệt vời. Ngay đối diện với phòng vệ sinh là khu vực bồn tắm đứng với vách ngăn và cửa sổ ra khu vực mặt tiền chính. Có màn rèm và vòi tắm hoa sen. Quý chị chúng ta đang xem không gian vệ sinh của phòng ngủ số 2 và số 3. Rồi theo chân Huy Hùng chúng ta sẽ tiến lên khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau căn nhà. Quý chị đang xem siêu phẩm nhà đẹp với diện tích ngang 5, độ dài 19m, độ dài 9m. Thiết kế một trệt, một lửng, hai lầu, sân thượng trước sau. Với nhà là hướng Tây Nam, phù hợp với quý chị chúng ta thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và đây là một căn nhà thiết kế vô cùng đẹp, nội thất cao cấp, sáng và thoáng. Trên đây thì chúng ta có khu vực sân thượng, khu vực giặt đồ và phơi đồ. Ở đây thì chúng ta có khu vực để máy giặt này. Ngoài đây chúng ta có khu vực để máy giặt nha quý vị. Đây khu vực để máy giặt. Và ngoài đây là sân thượng, có khu vực để chúng ta làm thêm phòng thờ. Chỗ này chúng ta có thể làm thêm phòng thờ này. Và một dàn sân thượng như một cái sân khấu trên đây luôn nha quý vị. Rất là tuyệt vời và đẹp trong buổi chiều muộn ngày hôm nay. Đặc biệt căn nhà sát với mặt tiền đường Quang Trung. Chỉ cách mặt tiền đường Quang Trung đúng 20m thôi nha quý vị. Đúng Hùng nói không nói sai, chỉ có 20m thôi. Sát mặt tiền đường Quang Trung này. Khu đường Quang Trung rất là sầm uất và nhộn nhịp trong buổi chiều muộn ngày hôm nay. Sát bên nhà thờ chợ Hạnh Thông Tây và siêu thị Vincom, Lotte, E-Max của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Kề bên là công viên Làng Hoa. Mua bán kinh doanh sầm uất phù hợp cho đại gia đình chúng ta vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê. Giá bán là 7 tỷ 480 triệu đồng, còn thương lượng mạnh với anh chủ nhà. Quý anh chị quan tâm đến căn nhà đẹp như một cái sân khấu này thì hãy gọi cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà đất Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.